Bến chào quý vị và các bạn. Tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, cây cập nhật tin tức 24 giờ. Cháy cửa hàng đồ điện, 4 người chết. Tiệm mua bán đồ điện Quang Dũng ở phường Chánh Lộ cháy lớn làm 4 người trong gia đình tử vong, trong đó có một phụ nữ mang thai rạng sáng ngày 5 tháng 6. Đám cháy bùng lên khoảng 1 giờ tại tầng trệt của căn nhà 3 tầng của anh Bùi Phước Tiến, 35 tuổi, trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Anh Tiến cùng vợ và hai con nhỏ 3 tuổi và 6 tuổi đang ngủ ở tầng 3 mắc kẹt Hàng xóm hô hào tìm cách phá cửa sắt, dập lửa cứu người nhưng bất thành. Khói bốc lên dữ dội kèm tiếng nổ khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. Hơn 50 cảnh sát phòng cháy công an tỉnh Quảng Ngãi cùng 4 xe cứu hỏa, một xe bồn, một xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường ứng cứu. Do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, cảnh sát phải phá nhanh tường kính trên tầng 2 để cứu người dập lửa, chống cháy lan sang khu dân cư. Tuy nhiên, do cơ sở có nhiều đồ điện, không có cửa thoát hiểm và thông gió nên lượng khói trong nhà rất lớn. Người dân liên lạc nhưng gia chủ cho biết không thể thoát ra ngoài do lửa bùng lớn phía trước nhà. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt, xong toàn bộ vật dụng trong nhà như ô tô, các thiết bị điện tử bị cháy rụi, hỏa hoạn khiến anh Tiến cùng vợ là chị Bùi Thị Thu Thủy, 34 tuổi, và hai con tử vong, nguyên nhân đang được điều tra. Những ngày qua, Quảng Ngãi liên tục nắng nóng với nền nhiệt khoảng 40 độ C. Hai tuần trước, một vụ cháy lớn xảy ra tại đường Ngô Quyền, phường Trần Hưng Đạo, thiêu rụi một cửa tiệm tạp hóa, không có thiệt hại về người.